Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện mô tô điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm độ xe 2 bánh, 3 bánh, 4 bánh, xe điện và xe xăng. Ở video hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn cái hai bộ phụ tùng làm xe scooter, xe điện mini cho các bé. Ở đây có hai dòng động cơ. Động cơ đường kính 20 cm và một dòng động cơ là đường kính 30 cm. Các cái bộ giảm xóc trước, càng trước, bộ cổ gập, cổ lái, cột lái và tay lái, yên xe. Điện áp của hai cái bộ này là lần lượt là 24V hoặc 36V tùy khách hàng lựa chọn. Sản phẩm thì rất là đầy đủ. Đây là cái bộ càng trước dành cho những cái dòng bánh bé này. Đây các bạn, đường kính bánh bé này, các bạn có thể lựa chọn càng bé, càng trắng này, hoặc là càng đen này. Những cái dòng này thì đa số nó sử dụng phanh sau là chính thôi. Đấy, đây là ống bi này, rất là đầy đủ. Các bạn về chỉ việc hàn và khung thôi, chế tạo khung theo ý muốn của mình. Ống bi và bi đều có sẵn hết. Nếu như làm xe đứng thì không cần cái cọc yên. Đây là cái cọc yên, cọc này có thể gập được này. Đây cái cọc này nó có thể gấp được. Các bạn chỉ mở cái miếng cao su đen, xoay cái miếng cao su đen này ra này, lật cái thanh này ra là có thể mở gập ra được. Đó, đây là dạng cổ gập mà. Đây là cái cọc yên có thể gập được, cọc yên ngồi có thể gập gọn này. Còn đây là cái cọc lái thì nó dài hơn, cũng mở cái này ra. Sau đó là gập vào như này. Cái này nó đang rất chặt. Này là cái cao su này để nó khóa. Còn trên này là phần khóa tay lái. Cái này nó rất là cứng. Chiều dài cái phần cổ gập tay lái này là 45 cm. Chiều dài cái phần cọc yên này là 30 cm. Đấy. Còn đối với cái dòng to này thì đường kính là 30 cm. Đối với cái dòng đường kính bánh bé này là 20 cm. Phanh ở đây nó sử dụng là phanh cơ. Đối với cái loại đường kính 30 thì cái càng của nó có cả giảm xóc luôn. Đây, có giảm xóc luôn, càng rất là dày. Càng dày và cứng lên nó dài. Rất là êm. Phần tay lái này là phần tay lái bằng nhôm. Chiều rộng tay lái là 50 cm. Chiều cao là 30 cm. Chiều cao này thì có thể thu ngắn dưới cái ống này được. Đấy. Đây. Cái phần cọc lái này rất là đẹp các bạn. Tất cả những cái đồ này có thể nói là đồ chơi cao cấp được. Vành rất là đẹp luôn. Cái vành này nó còn có tên gọi là vành 12 1/2 nhân với 2.75. Còn cái dòng bánh này người ta gọi là bánh 200 x 50.
Ở cái video này thì mình chỉ giới thiệu về cái phần phụ tùng làm xe scooter, xe hai bánh nhỏ, động cơ cũng nằm sẵn ở trong bánh thôi. Trong một cái video khác mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái loại phụ tùng gọi là động cơ kéo xích ngoài. Động cơ kéo xích ngoài thì nó có cái ưu điểm riêng của nó, và động cơ nằm trong bánh nó cũng có cái ưu điểm riêng của nó. Động cơ nằm trong bánh thì chế tạo đơn giản, gọn nhẹ, tất cả mọi thứ đều đơn giản và gọn nhẹ, dễ làm, nhưng mà chi phí thì cao hơn một chút. Còn nhưng không thể thay đổi tải trọng và tốc độ vì nó là mặc định ở động cơ rồi. Còn động cơ scooter kèm nhông bánh ở ngoài thì nó có cái hay là có thể thay đổi tải trọng và thay đổi công suất, thay đổi tốc độ được, làm cho người lớn cũng được, người trẻ con cũng được, tùy theo tốc độ mình tính toán riêng. Còn đối với các loại liền bánh này thì ưu điểm duy nhất của nó chính là gọn nhẹ và dễ làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhận được những cái thông báo mới nhất khi có video vừa mới ra. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Tất cả các cái giá thành của từng sản phẩm này các bạn vui lòng xem phía dưới phần mô tả sản phẩm dưới video có từng chi tiết một. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.